Kênh Nấm To Be xin chào tất cả các bạn nhỏ nha. Các bạn nhỏ ơi, các bạn thấy chi chưa? Đấy, trước mặt chúng mình là một chiếc xe gió sóng rất là hiện đại đấy các bạn ạ. À, các bạn có biết không nó dùng làm gì đây? Đấy, mình sẽ dùng nó để dò và bắt tất cả các loại khủng long thời tiền sử nha các bạn nhá. Chỉ cần chiếc xe này thôi, sóng sẽ báo hiệu cho chúng ta biết đâu là chỗ ở của khủng long nhá. Nào, chúng ta cùng đi bắt và kiếm khủng long nào. Đây các bạn ơi, xem nó dò bên nào nhá. Đây, chuyển hướng qua bên này, báo hiệu chúng ta ở trong bụi này và những cây cổ thụ này sẽ có khủng long đấy các bạn ạ. Ui, các bạn ơi, khu rừng này có những cây thật là to đấy các bạn ạ. Nào, chúng ta tìm khủng long. Đây rồi, đây các bạn ơi, các bạn thấy gì chưa? Xe dò sóng của chúng ta dò chính xác nha. Đây là khủng long gì đây? Ồ, đây là khủng long tê giác đấy các bạn ạ. Đây, một chú khủng long tê giác ba sừng luôn các bạn. Tiếp tục, chúng ta sẽ đi bắt tiếp khủng long nhé các bạn. Xem xe dò sóng sẽ báo hiệu chúng ta là có khủng long nằm ở khu vực nào nha. Biết biết biết. Đây, chúng ta sẽ đi về hướng này. Các bạn thấy chưa, sau tảng đá này liệu có chủ khủng long nào đây? Có khủng long gì mới lạ không các bạn ơi? Khu rừng này rất là nguy hiểm đấy các bạn. Đây, các bạn ơi, một chú khủng long bạo chúa. Wow, một chú khủng long bạo chúa màu đỏ đấy các bạn ạ. À, chúng ta đã bắt hai chú khủng long rồi. Tiếp tục, chúng ta quan sát và tiếp tục xem xe dò sóng chỉ chúng ta đi hướng nào nhá. Nào, tiếp tục các bạn ơi, xe dò sóng đã báo hiệu cho chúng ta là phải đi theo con suối này. Ui, rất nguy hiểm các bạn ơi, không biết là có khủng long gì đây. Ui, mình thấy được các bạn ơi. Đây, một chú khủng long bạo chúa nữa này. Đây, wow, chú có hàm răng thật ghê gớm rồi các bạn. Thấy chưa? Một chú khủng long bạo chúa. Thật là chính xác các bạn ơi. Và tiếp tục chúng ta đi nhá. Xe dò sóng lại tiếp tục chỉ ta đi hướng này đấy. Liệu chúng ta bắt được con gì đây? Nào. Đây các bạn ơi, một con cá sấu. Các bạn thấy ghê chưa? Nó đang nằm phơi nắng đấy. Ngày hôm nay chúng ta bắt được cả cá sấu đấy các bạn ạ. Ui, thật là thích. Đây, chú cá sấu này, chú cá sấu Nam Mỹ đấy các bạn ạ. Đây,